Đang phát xin chào bạn. Sau đây đang xin hướng dẫn các bạn buộc một cái thẻo câu nhiều lưỡi. Đây, đang buộc cái thẻo câu nhiều lưỡi. Này đây các bạn. Buộc cái thẻo. Bạn muốn đây những cái chỗ này là để mắc lưỡi đơn vào đây các bạn. Đó. Chỗ này để mắc lưỡi đơn. Thì đây buộc tạm làm mẫu một cái để cho bạn hình dung ra được, dễ hình dung. Tiếp đến ví dụ các bạn nào muốn nhiều thẻo thì các bạn cắt cước dài ra tầm khoảng 2 mét cước, 2 mét cước thì các bạn buộc được 10 cái lưỡi đơn. Đấy. Thì các bạn chia khoảng 20 phân hoặc là 10 phân 10 cm một hoặc là 15 cm một khoảng để các bạn chia lưỡi. Đây. Các bạn bột đến đâu các bạn luồn luồn dây điện vỏ dây điện thoại. Tiếp đến là khóa. Chia khoảng cách nha. Là hai cây này cách nhau tầm khoảng 15 cm. Bóp vòng một tí để nó tí nó dễ tạo hình. Bóp vòng. Chập hai xoắn hai đầu cước vào. Vòng càng rộng các bạn là đánh càng dễ. Bắt đầu nguồn đặt xuống dưới này. Đó, hai cái dây đó. Đặt lại các bạn xem đặt xuống dưới vòng vòng dây nọ đan vào dây kia các bạn nhé. Đan đan tầm 10 vòng đấy, các bạn xỏ cả cái vỏ dây điện thoại và cái khóa linh qua cái lỗ đoạn vừa đây. Đây cái lỗ này hai tay các bạn giữ nhé, hai tay này các bạn vẫn phải giữ hai đầu cho dễ cho qua, bạn nhả tay ra là dễ khó qua. Bạn luồn qua luồn qua rít dây bạn rít hai đầu cứ rít đi rít vừa phải thôi đừng rít chặt chặt hẳn. Các bạn muốn cái này nó lên thì các bạn cứ kéo ra kéo hai đầu ra kéo hai đầu không lại rít vào rít từ từ. Rồi, cứ rít bạn giữ tay giữ dây điện thoại vỏ dây kéo kéo sao cho mép dây điện thoại và cái mép cước này hai cái mép cước này hai cái mép này đấy. Hai mép này thì nó sát luôn luôn sát dây bạn rít nào thì nó sẽ tạo ra một cái đường vòng đệm rất đẹp. Đó, bạn nhìn. Bạn nhìn. Tạo ra một cái vòng đệm. Đó, rất đẹp. Đây, đây là hai cái. Đây là thẻo đôi. Muốn thẻo ba thì các bạn luồn cước tương tự như vậy. Rất rất nhiều thẻo bạn muốn luồn tiếp cho đến bạn ví dụ các bạn đã buộc được tầm khoảng 10 cái như này thẻo như này tương xứng như này thì các bạn
nguồn hạt chặn này. Hạt chặn, nguồn hạt chống sốc, hạt đảo ngược đầu đó. Chặn hạt chống sốc. Đến chì. Đến hạt chống sốc. Đến hạt chặn. Chì hơi nặng, cầm chắc tay thì rồi nó chặn qua để chặn chì lại. Dây trục to này là chặn nó hơi khó rút. Quên cho hạt chống sốc vào nó lại tuột ra. Hay tụt thì các bạn quấn cho nó vòng, sau này thì cầm nó hỏi tụt. Chì đấy các bạn mà vòng cho một vòng cho chống tụt chì ra khỏi thẻo, 5 vòng các bạn kéo. Ta đây chỉ chặn xuống dưới cuối cùng. Đó. Đó, tiếp đến các bạn buộc lưỡi và móc vào đây. Nếu các bạn dùng nhiều thẻo, dùng nhiều lưỡi, đây, các bạn móc mồi vào, móc mồi vào có thể tháo ra tháo vào tiện, móc cái này này. Cái tác dụng khóa tháo ra tháo vào. 10 cái thẻo các bạn mà để dài nó dễ bị rối, thì bây giờ đấy, cái khóa này nó có tác dụng là tháo tháo lưỡi ra. Lúc các bạn nào móc mồi để ngoài xong các bạn đi cái lúc nào câu đến đâu các bạn móc móc lưỡi vào đến đấy. Một lưỡi các bạn kiểu bột phổ thông nhé các bạn, luồn từ trong ra, rút một khoảng gấp gấp dây vào các bạn, gấp dây này, gấp dây quấn. Luồn qua cái lỗ của gập. Các bạn cắt lại, cắt về thế đi. Thì các bạn lưu ý cắt vừa phải giữa hai khoảng cách của hai cái dây, đỡ cái nọ chồng chéo như kia thì các bạn cắt
cắt dài ra tí tầm khoảng 2 phân để các bạn buộc cho dễ buộc. Đó, các bạn luồn dây điện này. Các bạn vào đây là tầm 5 phân rồi, để tầm 5 phân tí các bạn rút ra là dài là vừa. Vào gấp ngược lại một lần nữa, bạn cuốn từ 5 đến 10 vòng. Và đây cuốn ví dụ cho các bạn xem để các bạn zip. Lôi ra tầm 15 phân. Cắt thôi. Được một đoạn là một cái lưỡi bạn móc vào đây, thì lúc nào bạn ở nhà chuẩn bị bạn các bác mồi trước, các bạn để rời lưỡi ra, các bạn đừng móc vào đây. Đấy. Xong lúc nào đi câu các bạn, ví dụ các bạn thả răng câu chẳng hạn, các bạn đến câu đoạn nào các bạn thả đến đấy, hoặc là đến lúc câu các bạn móc về, nếu các bạn câu bao nhiêu lưỡi thì các bạn móc buộc vào đấy theo, hoặc là các bạn nào buộc nhiều lên nhưng mà các bạn là cho số ví dụ 10 buộc thành 10 cái mối buộc như này, thì các bạn là câu muốn câu 5 thì các bạn mắc vào 5 thôi, chẳng vấn đề gì. Đó. Tháo ra tháo vào nó không bị rối, nó tránh được chì này. Đó. Tiếp nữa mắc đây nữa. Lấy câu nó sẽ cả đoạn này chìm xuống, và bạn câu phao thì nó sẽ nổi như này, phao chì nằm xuống mồi sẽ nổi. Còn bạn không có phao thì nó sẽ phao chì nằm xuống này, lưỡi sẽ bơi tự nhiên rồi. Đấy, sẽ bơi tự nhiên này. Cái này nó trống xoắn rồi, cái này nó có trống xoắn rồi thì nó, ít khi nó xoắn vào trục, nó sẽ bơi bơi dài dài theo từng tầng nước một. Đây một tầng, đây một tầng. Đấy, các bạn hình dung đây, tầng đáy chẳng hạn, tầng trung rồi xong rồi nữa là một tầng, bạn buộc đây một một mút buộc, một mối buộc nữa. Đấy, 3 tầng, 5 tầng, 6 tầng, 10 tầng tùy nước sâu, nước nông. Các bạn câu tất cả các tầng cá ăn, tất cả các tầng ăn tầng nào dính tầng nào thì các bạn để câu tầng đấy. Vừa rồi Hải đang hướng dẫn các bạn buộc câu đơn nhưng mà nhiều nhiều lưỡi trên một trục. Hải đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang Fishing.